Thưa quý vị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến qua chỗ Thanh với Dũng, nhưng mà qua bên đây không phải vì mục đích hai người này, qua bên đây vì mục đích hai người kia. Bữa nay là tôi tạm biệt mấy người rồi, tôi không quay hình mấy người nữa đâu. Tạm biệt nha, đi qua kiếm Lon anh Thảo. Đây các bạn, thưa vậy các bạn, thì cái chỗ đường đi vô với Thanh á, thì cũng có thêm hai đứa em của anh Dũng ở đây nữa nè. Hello. Dạ, anh chào. Dạ, em chị. Làm gì hả? Em làm bánh anh chị. Bánh gì? Bánh mua hột gà với bột mì á. Rồi về làm bánh gì nè ăn. Mua mười mấy ngàn bột, 10 ngàn. Vậy là mình kêu bánh này bánh gì? Không biết bánh gì anh chứ ơi. Làm đại ăn. Năng thử miếng. Cái này dưới quê lần mua bên chồng em thấy nó bán này nè. Mình kêu bằng bánh gì? Nó cũng thơm ha. Dạ, bánh gì đây nè, mà em quên nè. Bánh que à? Bánh dài dài kêu bánh que hả? Bánh que. Tại vì sóc trăng quay chồng em chứ rồi là bánh này ta bán dữ lắm. Rồi giờ mình thèm lâu thèm cái làm lại gì ăn. Hôm nay dịch bệnh hai đứa có đi mua bán gì được không? Dạ không, anh nghĩ không, mà người ta kêu chừng nào công an người ta nói cho đi mua, người ta nói thông báo cho mình hay mình mới đi. Còn mua đi là người ta bắt. Ờ. Ta không cho đi người ta đuổi về chứ. Mấy tháng này không có đi. Chỗ này anh quay về nó chói nắng quá, anh qua đây cơ. Hồi mấy anh kia. Bà chủ mày chiên bánh, mày đứng đây mày nhìn nè. À không biết à. Nó mê lắm, nó mê lắm. Đang ăn là nói chuyện được. Qua đây thì báo cho hai em một tin vui. Có một cái cô ở Đan Mạch đó, cô thấy hai đứa cô cũng thương. Cô gửi về cho anh mỗi đứa 2 triệu để giống như là gì đó, muốn làm gì làm, hay là muốn mua gì đó mua. Chứ giờ mình đi mua bán ve chai cũng đâu có gì sắm được thiết bị gì hết. Nói chứ mấy tháng nay em cũng đi mua không được anh chứ. Em cũng gửi lời cảm ơn cô, gửi cho hai chị em được 4 triệu, đứa 2 triệu em cũng mang ơn cô. Trong mùa dịch thì giúp đỡ cho chị em mang ơn, rất là mang ơn cô dữ lắm. Cô đó, qua mùa dịch. Cô đó ở Đan Mạch. Dạ, em cảm ơn cô ở Đan Mạch đó. Giúp đỡ cho hai chị em con mang ơn trong mùa dịch. Rồi. Dạ. Rồi làm bánh nữa đi. Rồi cho anh Chiến cho. Chưa đưa tiền mà cảm ơn gì. Anh Chiến chưa đưa tiền mà. Chiến ơi, thiệt luôn á. Lúc đúng rồi. Cảnh này người ta cho mình dễ quý lắm. Để mà không có ai cho mình. Thưa vị các bạn, thì ở chỗ gầm cầu này thì 3 gia đình sinh sống. Đúng rồi. Ủa anh Dũng là anh hết hả? Dạ anh thứ ba. Còn người chị em ở trong Sáu Quýt á. Rồi bà cũng không có ra được nữa. Tại người ta nói là cái tỉnh đó là làm tỉnh Cao Lãnh, mình Đồng Tháp. Đúng rồi, đúng rồi, không qua được. Hôm qua có đi qua mà bà nói chuyện là không, mày không có gạo ăn đâu anh Chiến. Còn người bà nói nữa, mày bà đâu có gạo đâu. Rồi em nói gì đấy, em xin gạo, em vô cái chốt rồi em gửi vô. Đây là điếm giùm anh cái. Mỗi người 2 triệu. Tám tờ. Dạ, đúng 8 tờ không? Có dư tờ nào không? Dạ, con cũng cảm ơn cô, chúc gia đình cô giàu sức khỏe, nhiều sức khỏe cô. Cho chống ăn cũng như ở nhà chống dịch cho mau qua, cô cũng cầu nguyện cho gia đình cô giàu sức khỏe. Bên cổ hình như dịch nó ít hơn bên mình. Dạ. Thưa quý vị các bạn, thì một lần nữa cho Vũ Chiến thay mặt tất cả những mạnh thường quân đã giúp đỡ vợ chồng Khờ, cũng như là bữa nay có được cái cô ở bên Đan Mạch. Gửi một phần quà để giúp cho bé Lon bé Thảo, thì cho con cũng thay mặt bé Lon bé Thảo cảm ơn cô rất nhiều, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, chúc cô nhiều rồi. Sức khỏe cô ơi. Rồi anh đi nha. Dạ, dạ. Ra rồi ra anh tâm sự vợ chồng Khờ chút coi. Dạ, cảm ơn anh Chiến ơi. Rồi ok em. Ui dạ. Hello. Thưa chị các bạn, thì nãy mình đã ghé qua bên chỗ bé Lon bé Thảo, gửi cho bé Lon bé Thảo cái phần quà của cô bên Đan Mạch. Thì thưa chị các bạn, thì cũng ghé ngang đây để tâm sự vợ chồng Khờ tí xíu. Sáng giờ ăn cơm gì chưa? Ăn bún rồi. Ê, bây giờ đề nghị cái này nè, cái chỗ mấy cái gói này nè, không có để đằng đầu này nữa, để ngược lại đầu kia giống như bữa hổm coi. Để ngược lại đặng cho nó sạch sẽ, biết không? Chỗ này là chỗ mình ngồi ăn cơm. Để đầu đặng á. Ăn cơm gì mà thấy ngon khó, chảo gì đang thui luôn rồi. Thịt. Rồi. Rồi nhà đằng ba làm xong chưa? Xong rồi. Xong rồi, ông mới cho mấy tấm tôn đó về làm lại. Ở đây nó sập gì đó, tính kêu chú Kha, chú Phương đồ ông làm lại. Gãy luôn rồi. Nó gãy luôn hai cây luôn rồi.
Bây giờ giờ làm sao? Giờ bữa đó chú Kha chú Phương có rảnh qua làm lại. Bây giờ cũng biết sao làm, giờ nước nôi về xong rồi. Thì phải ở đỡ chứ biết sao. Rồi không về với cha ở đỡ đi. Ở đây còn chém nước cả nó sôi rồng. Cái gì con? Lại đằng nhà ổng mất đồ hoài à. Hả? Nước hả không? Nước hả? Ờ nước lên. Mất đồ hoài à. Mất đồ gì? Đồ lặt vặt của nè. Bây giờ mình về đắng mình làm cửa đồ ngon lạnh chân mất gì nữa. Không, bây giờ hồi bữa hồi sáng á, cái cô ở Mỹ á, cô nói vậy nè, kêu đằng này về nhà cha đi. Nói cô ở đằng xa quá chưa mặn gì hết trơn á, chống lỏng à, mắc đồ hoài à cô không, ơi. Không, nhưng mà anh về đắng là cổ sẽ cho tiền anh làm nguyên cái phòng của anh lại đằng sau cũng sao luôn. Ừ, thì bà ơi, chừng mà làm mới lời về được. Đúng rồi, phải không? Còn... vậy là anh cũng chấp nhận về đắng, đừng ở riêng cái chú Năm ra, chú Năm hai phòng đó, trước. Mình ông ở trước, mình ở đằng sau. Mình ở đằng sau, cái lối kia là lối đi riêng luôn. Mà có... vậy là hôm qua có lời đắng phụ không? Có. Ẩm cho mấy tấm tôn cũ đó. Tôn để ngoài nấu đó. Nấu nồi cháo vịt hay gì đó mà. Nấu nồi cháo. Sao hả? Toàn ăn gỏi với cơm không à. Hôm qua anh Phương có gọi em nữa, anh Phương gọi mà rồi, em không có kìa. Chừa một cục bự bành kia luôn á. Chừa cho em hả? Ừ. Hồi chạy đắng coi. Chừa một cục đắng á. Đã quá. Thế chú Kha mới nói về chú Kha với Phương nói họ không chừa. Không chừa trong chén, ông chừa ổng nói mình đây. Ham ăn hả? Mình ăn cháo. Giao dư thừa cái thùng đó nồi luôn, nó nấu một nồi luôn á. Một nồi luôn hả? Ừ, để hồi dễ chân. Để hồi chú Chiến chạy đắng, chú Chiến coi coi nè. Chú Chiến cho tiền là không cho anh Dũng. Không cho anh Dũng. Không cho Dũng. Không cho Dũng, nè. Có một cái cô kia cho kêu chú Chiến đổi ra tiền lẻ cái này chắc hơn 200 ngàn nè. Chú chú cho con nè. Ồ Dũng nhìn ha, Dũng nhìn ha. Có lẻ không hả? Trời ơi, có tiền chẳng đó, 100 ngàn đó. 100 ngàn nè. Trả lại. Trả gì con mượn hả? Con mượn cái gì? Hồi sáng con mượn cái gì? Con mượn 100 ngàn. Mượn trả đi con, mượn trả đi. Mượn trả đi. Trả cho anh lắm. Mượn trả đi Thanh, mượn trả đi. Trả cho mua đồ. Con mượn 100 ngàn con trả đi. Rồi, đó. Rồi của con đếm coi con nhiêu, cứ đếm còn nhiêu để Dũng lấy á. Của con nhiêu đây được rồi. Mà con đếm coi nhiêu tiền. Này à. Có biết đâu, biết không? Cái đó hơn 100 ngàn đó nha. 200 ngàn á. Ừ. Đâu điếm mượn, coi. Mượn anh 200 ngàn trả anh đó. Mượn 100 ngàn. Mượn 100 ngàn trả anh đó. Ừ. Điếm rồi biết nhiều không? Còn cái này của con. Ừ. Còn cái này của Thanh. Nhiều không? Nhiều không? Nhiều của Thanh. Thanh phái đổi tiền lẻ ra chứ. Bớt. Đổi tiền lẻ ra nhiều phái thôi chứ. Bớt. Rồi bỏ bớt nha, cất nha. Để mai em mua hủ tiếu ăn nha. Hủ tiếu còn ăn rồi, sáng còn ăn. Trời ơi. Cái đầu con ai làm gì mà mới thắt bính. Con thắt bính hả? Dạ. Trời bữa hết tóc chỗ đó đã không? Lần sau vô đó hết nữa ha. Lại chị mới thắt bính cho con. Ai? Chị con cô của anh Tiền á. Cô Nga thắt bính cho con. Gửi nó học đắng. Mai mốt là ăn rồi là phải rửa chén nha không? Rồi giặt đồ. Xong rồi đó, giặt chồng rồi đó. Chứ để mẹ lại mẹ lớn tuổi rồi mẹ dọn nữa. Chút con ghé với. Vậy là anh Dũng là mình ở về dưới. Mình về dưới xong mình làm cái phòng của anh riêng, đằng sau hết là mình về dưới ở. Chút ghé đồng. Chứ mình không ở chung. Không ở chung. Vậy là từ đó giờ anh tưởng đâu ở chung hả nên anh mới không chịu hả? Không. Ừ, mình ở khúc đằng sau á. Anh không sao á lắm. Cái khúc đằng sau á, mình ở khúc đằng sau riêng của mình á. Cái khúc đằng chỗ gạch tàu á anh biết không? Bắt đầu là mình làm cái phòng riêng cho mình đó đó, mình ở đó. Khó lắm. Ừ, thì già rồi mà. Thanh về đáng khoái không con? Kính cái xế này ra bấm đâu ông chấm keo rồi. Nó bị ruột hay gì? Sợi tấm rớt á. Coi chừng nó rớt đó nha. Rớt ông chú Kha không quýnh đó. Rớt chú Kha không giận đó. Chấm lại. Ừ. Xế ra ngoài chấm lại. Ừ. Thưa gì các bạn, tại vì hôm nay các bạn nói là tại sao bé Thanh có một bộ đồ mặc hoài. Không phải các bạn, tại vì bữa hổm đồ treo đó nhiều lắm, cái Vũ Chiến nó kêu bỏ vô tụng này nè. Bỏ vô tủ này nè. Nó chỉ chừa ở ngoài là chừng có 2 bộ thôi, và 2 bộ hoặc 3 bộ. Bởi vậy các bạn mỗi lần qua thấy mình quay thì có 2-3 bộ đồ đó, thật sự là bé Thanh có đồ nha. Có rồi. Bóp lại ra ngoài chắc kèo lại. Đây bóp lại cho. Bóp lại cái đây đi. Kè lại cho. Đây bóp lại này nè, bóp vô cái móc á. Là nó có sức. Kè con lại cho. Đây. Ra ngoài chấm kèo lại. Bóp lại vô. Ngọc hả? Lỗ tai ra máu đó nha. Nó để cho Ngọc bấm lại cho. Bấm vô cái lỗ tai luôn em, bấm cho đứt lỗ tai cho mai mốt hết dám đeo bông. Chảy máu. Ngồi qua.
Trời ơi, làm như em bé tập tô màu rồi nữa kìa. Mấy con kia này mày tránh ra coi. Đi ra cho khác coi. Bấm cái phe đó nó sát vô cái chút nó được liền. Cái đó vàng 14 hay vàng 18 ta? 18 á. 18 hay 14? 18 đó. 18. Hồi sáng ra ngoài chợ lượm được đít bông vàng 18 bán được 140.000. Trời ơi vô tình ta. Hên ta. Ngày nay là ngày tiền vô ta hên ha. 18 đó. Vàng 18. Phải 28 phải không? Thưa quý các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến qua thăm thăm hai chồng anh Thanh Dũng tí xíu thôi, bây giờ Vũ Chiến về. Thưa quý các bạn, thì video Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.